Chào mừng bà con đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long của Toàn, nơi ký nhận mua bán nhà đất. Hôm nay Toàn còn bán gấp 600 mét đất. Hiện trạng đất là đang trồng lúa nước. Đất này có thể chuyển mục đích xây nhà được. Ngang 18, dài 34 mét, lối đi chung 2 mét, thuộc xã Long An, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Đất này cách thị trấn Long Hồ khoảng 4 cây số. Giá bán là 250 triệu, bao toàn bộ thủ tục chuyển nhượng cho bà con mình luôn. Liên hệ 0923 033 039 hoặc 0963 644 635. Toàn bán đất, luôn nhận đất chính chủ, không qua không gian và cũng không kê giá. Mong bà con vui lòng đăng ký kênh YouTube của Toàn để xem được những miếng đất phù hợp mua ở hoặc mua đầu tư. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe ạ. Chào mừng bà con đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long của Toàn, nơi ký nhận mua bán nhà đất. Hôm nay Toàn còn bán gấp 600 mét đất. Hiện trạng đất là đang trồng lúa nước. Đất này có thể chuyển mục đích xây nhà được. Ngang 18, dài 34 mét, lối đi chung 2 mét, thuộc xã Long An, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Đất này cách thị trấn Long Hồ khoảng 4 cây số. Giá bán là 250 triệu, bao toàn bộ thủ tục chuyển nhượng cho bà con mình luôn. Liên hệ 0923 033 039 hoặc 0963 644 635. Toàn bán đất, luôn nhận đất chính chủ, không qua không gian và cũng không kê giá. Mong bà con vui lòng đăng ký kênh YouTube của Toàn để xem được những miếng đất phù hợp mua ở hoặc mua đầu tư. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe ạ. Chào mừng bà con đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long của Toàn, nơi ký nhận mua bán nhà đất. Hôm nay Toàn còn bán gấp 600 mét đất. Hiện trạng đất là đang trồng lúa nước. Đất này có thể chuyển mục đích xây nhà được. Ngang 18, dài 34 mét, lối đi chung 2 mét, thuộc xã Long An, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Đất này cách thị trấn Long Hồ khoảng 4 cây số. Giá bán là 250 triệu, bao toàn bộ thủ tục chuyển nhượng cho bà con mình luôn. Liên hệ 0923 033 039 hoặc 0963 644 635. Toàn bán đất, luôn nhận đất chính chủ, không qua không gian và cũng không kê giá. Mong bà con vui lòng đăng ký kênh YouTube của Toàn để xem được những miếng đất phù hợp mua ở hoặc mua đầu tư. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe ạ. Chào mừng bà con đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long của Toàn, nơi ký nhận mua bán nhà đất. Hôm nay Toàn còn bán gấp